Ok. Bắt đầu. Con nói là con nói số hả? Bóng đá nó khi cả đồ bàn tự nhiên nó nằm xuống rồi mấy cái đó bị chém, chứ không nằm xuống thì bị bắn. Là mình thường rồi. Ồ, mình bị thank you.
Thôi bây giờ để thua em thôi. Pin đã quên à, sạc pin để trong cốc xe.
Thank you.
Biết sao biết sao biết xong đầu mình nói gì nữa. Thì nó vậy thì thay đổi cái phận nó tống gì như thế này nó tâm nó thương Thank you.